Những ông lớn đầu tiên phải xuống chơi Europa League đã được xác định, nhưng trước khi những cặp đấu hấp dẫn của vòng loại trực tiếp được sướng tên, chúng ta vẫn phải cùng nhau hoàn thành các kết quả trong lượt trận thứ 5 vòng bảng của đấu trường này. Bên cạnh đó, các phát biểu đáng chú ý cũng như các tin tức bên lề và chuyển nhượng sẽ là những thông tin sốt dẻo có trong video này. Chào mừng các bạn đến với bản tin sáng ngày 28 tháng 10 trên kênh Bình luận viên Quân Lý. Arsenal hành quân đến Hà Lan với việc giành trọn vẹn 12 điểm trong 4 trận đấu trước đó. Tuy nhiên, PSV là đối thủ khó chịu nhất ở bảng A và họ còn được chơi trên sân nhà. Điều này khiến các fan của pháo thủ không khỏi lo lắng. The Gunner vẫn vậy, họ tràn lên phần sân đối phương ngay sau khi tiếng còi khai cuộc và nắm phần lớn tỷ lệ kiểm soát bóng trong hiệp 1. Ở bên kia chiến tuyến, PSV mặc dù cầm bóng ít hơn nhưng những cơ hội nguy hiểm mà họ sở hữu lại vượt trội hơn về mặt số lượng so với đội khách. Bằng chứng là đội chủ nhà đã hai lần đưa được bóng vào lưới Arsenal, nhưng tỷ số đã không mực mở do các thủ của họ đã rơi vào tư thế việt vị. Mọi chuyện vẫn không thay đổi quá nhiều ở 45 phút sau, PSV vẫn chơi với đội hình thấp và chờ thời cơ để phản đòn. Cách chơi bóng biết mình biết ta này đã mang về trái ngọt đầu tiên cho họ ở phút thứ 56. Từ pha lên bóng nhanh lúc De Jong căng ngang sang cánh trái cho Verman băng xuống dứt điểm tung lưới Arsenal, khai thông thế bê tắc của trận đấu. Thì sau đó 7 phút, lại là De Jong với pha bật cao đánh đầu, nhân đôi cách biệt. Bị dẫn trước hai bàn quá chóng vánh, The Gunner đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng những cơ hội mà họ có được lại bị bỏ lỡ một cách vô duyên. Vì vậy họ đành ngậm ngùi rời Hà Lan với hai bàn tay trắng và chấp nhận trận thua đầu tiên ở Europa League năm nay. Một ông lớn khác của Premier League cũng nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả là Manchester United. Việc chỉ phải gặp câu lạc bộ yếu là Sheriff trên sân nhà, Quỷ Đỏ đã không bỏ lỡ cơ hội để mang về cho mình 3 điểm với chiến thắng nhẹ nhàng 3-0. Với chất lượng đội hình vượt trội so với đối phương, nửa đỏ thì Manchester nắm hoàn toàn sự chủ động trong trận đấu này. Họ ép sân trong phần lớn thời gian của hiệp 1, nhưng các khán giả cũng phải đợi đến phút thứ 44 để ăn mừng sau pha bật cao đánh đầu của Diogo Dalot. Đầu hiệp 2, huấn luyện viên Erik ten Hag thực hiện một loạt sự thay đổi người và chúng đã phát huy hết tác dụng. Hai cầu thủ vào sân là Luke Shaw và Mark Rashford, người tạt và người đánh đầu để nâng tỷ số lên 2-0 cho Quỷ Đỏ vào phút thứ 65. Đến phút 81, Ronaldo ấn định tỷ số 3-0 bằng cú sút cận thành, không cho thủ môn đối phương bất kỳ một cơ hội nào để cản phá. Với 3 điểm giành được, Man United vẫn dậm chân ở vị trí thứ 2 do trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Real Sociedad đã giành chiến thắng trước câu lạc bộ Omonia. Cũng giống như Man United, Roma cũng dành cho mình 3 điểm trọn vẹn. Đến làm khách trên sân của câu lạc bộ Helsinki, đoàn quân huấn luyện viên Jose Mourinho áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công. Vì vậy mặc dù cầm bóng ít hơn đối phương, nhưng những cơ hội mà Giallo Rossi có được lại rõ ràng hơn hẳn đội chủ nhà. Tammy Abraham bật cao đánh đầu mang về bàn thắng mở tỷ số ở phút 41. Sang đầu hiệp 2, Hetemai cân bằng cách biệt cho Helsinki bằng cú sút chìm tinh tế. Đến phút 62, trung vệ Arttu Hoskonen có pha đốt lưới nhà, qua đó giúp AS Roma vượt lên dẫn trước. Tỷ số 3-2 được giữ đến hết trận và đại diện của Serie A có 3 điểm trọn vẹn. Với 3 điểm giành được, Roma đã cân bằng điểm số với đội xếp thứ 2 ở bảng C là Ludogorets khi có được cùng 7 điểm. Khi được hỏi về những tin đồn chuyển nhượng của mình sau trận hòa không đều với Man City, tiền vệ Jude Bellingham cho biết: "Thành thật mà nói, tôi không nghĩ về bất cứ một tin đồn gì liên quan đến tương lai của mình. Cánh truyền thông sẽ bực tức vì họ sẽ không có được một title bài báo mới. Còn tôi chỉ tập trung vào các trận đấu tiếp theo với Borussia Dortmund." Ở thời điểm hiện tại, tài năng trẻ người Anh đang được các câu lạc bộ lớn ở châu Âu săn đón, trong đó Real Madrid và Liverpool đang muốn chiêu mộ Bellingham. Theo nguồn tin từ tờ Football Lodo, Bayern Munich đang muốn đưa tiền đạo Kai Havertz của Chelsea trở lại Bundesliga. Tuyển thủ người Đức được cho là không phù hợp với The Blue và trong bối cảnh câu lạc bộ phía Tây London đang tìm cách bổ sung nhiều cái tên mới trên hàng tấn công, thời gian thi đấu của Harvard trong tương lai sẽ không còn nhiều. Tuy nhiên, nhật báo này cũng cho biết đội chủ sân Stamford Bridge chưa quan tâm đến việc để cựu sao Bayer Leverkusen rời đi. Trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Sporting Lisbon đêm qua đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 dành cho cả hai. Tâm điểm của trận đấu giữa hai đội nằm ở tình huống VAR từ chối bàn thắng của Harry Kane vào phút bù giờ cuối cùng
Trước quyết định đầy tranh cãi này, huấn luyện viên Antonio Conte đã không thể kìm nổi những bức xúc và trực tiếp có những lời lẽ với trọng tài dẫn đến một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Ở cuộc báo sau trận đấu, Conte vô cùng tức giận khi cho rằng Tottenham đã bị cướp mất một bàn thắng. Ông nói với BT Sport: "Tôi cho rằng bàn thắng của Kane là hoàn toàn hợp lệ và tôi cũng không hiểu về những đường kẻ mà họ vẽ ra. Rõ ràng VAR đã phá hoại trận đấu này." Bên cạnh đó, Conte cũng cho rằng Tottenham đang bị đối xử không công bằng. Thử tưởng tượng nếu tình huống này diễn ra trong trận đấu của một đội bóng lớn, liệu các trọng tài có giữ nguyên quyết định của mình? Điều này hoàn toàn không công bằng một chút nào. Với trận hòa này, Tottenham vẫn chưa thể chắc chắn đi tiếp và sẽ phải tự quyết ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng Champions League. Erling Haaland đã bị báo chí bắt gặp đi tập tễnh vào trung tâm y tế của Manchester City. Cụ thể, trong khuôn khổ trận đấu vòng bảng Champions League gặp Dortmund, Haaland đã bị thay giả ở phút 45 của hiệp đấu thứ nhất. Tại cuộc họp báo sau trận đấu, Pep Guardiola đã chia sẻ với các phóng viên về tình hình của tiền đạo người Na Uy. "Có 3 vấn đề đã xảy ra. Đầu tiên, tôi cảm thấy Haaland đang hơi mệt mỏi. Thứ hai, cậu ấy đang bị cúm giống Joao Cancelo. Và vấn đề thứ ba, Haaland đã bị va chạm ở chân. Đó là lý do mà tôi không cho phép cậu ấy tiếp tục thi đấu ở hiệp 2. Tôi cũng đã nói chuyện với đội ngũ y tế và tất cả đều hơi lo lắng cho Haaland. Tuy nhiên, khi kết thúc trận đấu, cậu ấy vẫn ít nhiều có thể tự di chuyển được. Thì chưa rõ mức độ chấn thương của tiền đạo này, nhưng khả năng cao Pep sẽ cho anh nghỉ ở trận đấu với Leicester vào cuối tuần và hy vọng anh sẽ trở lại vào trận đấu với Sevilla ở Champions League vào giữa tuần sau." Manchester United đang hiện xem xét vô cùng kỹ lưỡng về việc gia hạn hợp đồng với thủ thành số 1 của họ David De Gea. Mùa hè năm sau, người gác đền người Tây Ban Nha sẽ hết hạn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford, mặc dù có lựa chọn gia hạn 1 năm. Đây cũng là lúc ban lãnh đạo đội bóng có những cân nhắc. Man United hoàn toàn có thể đưa ra một bản hợp đồng với điều kiện De Gea chấp nhận giảm một nửa số lương hiện tại của mình. Mặc dù vậy, họ cũng cho rằng đã đến lúc để chia tay với công thần của họ suốt nhiều năm qua. Lý do đến từ việc De Gea không thể hoàn toàn đáp ứng những yêu cầu chiến thuật của Erik ten Hag. Ông muốn một thủ môn có khả năng ra vào, đặc biệt là khả năng chơi chân, để có thể tham gia vào các giai đoạn phát triển bóng của toàn đội. Vì vậy cho nên các trinh sát của United đang đưa Diogo Costa của Porto, Unai Simon của Athletic Bilbao vào tầm ngắm. Bên cạnh đó còn có một Dean Henderson vẫn đang chờ đợi để quay về trở thành thủ môn số 1 của Man United. Chiến thắng của Inter trước Victoria Pilsen khiến chính thức Barca bị loại khỏi vòng bảng Champions League mùa thứ 2 liên tiếp. Blaugrana chỉ thắng 1 trong 5 trận của họ tại vòng bảng C1 mùa này và giờ đây họ sẽ tiếp tục hành trình châu Âu của mình tại Europa League trong nửa sau của mùa giải 2022-2023. Nỗi đau của Barca dường như còn bị sát muối thêm sau trận thua 0-3 trước Bayern Munich trên chính sân nhà của mình. Sau trận đấu, Pedri đã chia sẻ với Movistar về việc bản thân không có tâm trạng để bào chữa cho trận đấu này. "Chúng tôi là một tập thể trẻ trung với rất nhiều tiềm năng. Chúng tôi đã có những bản hợp đồng tuyệt vời ở đầu mùa, nhưng tất cả vẫn là không đủ để có thể cạnh tranh ở Champions League và điều đó thực sự là một nỗi thất vọng lớn." Tiền vệ trẻ chia sẻ thêm: "Chúng tôi còn thiếu sót rất nhiều thứ và bản thân toàn đội phải tự kiểm điểm. Về điều đó, chúng tôi đã có những cơ hội ở Munich, ở Milan cũng vậy. Nhưng đến cuối cùng mọi thứ vẫn chỉ ra một thứ duy nhất là chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng để cạnh tranh tại Champions League." Trước màn trình diễn đầy thuyết phục của mình, Bruno Guimaraes đang được rất nhiều ông lớn để mắt đến, trong đó có sự xuất hiện của Chelsea. Được biết, The Blue đang muốn tăng cường hàng tiền vệ và đang cân nhắc tìm cách tiếp cận Guimaraes trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng. Tuy nhiên, Newcastle vẫn quyết tâm giữ chân cầu thủ người Brazil và sẵn sàng đưa ra bản hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay để thuyết phục tiền vệ này ở lại sân St. James Park trong nhiều năm tới. Về phía chiếc chòe, họ sẵn sàng ký với Guimaraes về một bản hợp đồng đến năm 2026 với mức lương 200.000 bảng một tuần, đưa anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất tại sân St. James Park. Còn đối với Chelsea, trước tình cảnh Conte bị chấn thương hành hạ liên tục, còn Jorginho sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải, họ rất cần một cái tên tiềm năng để bổ sung cho hàng tiền vệ của mình. Và Bruno Guimaraes là cầu thủ rất phù hợp với phong cách huấn luyện cũng như hệ thống của Graham Potter. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và bình an. Tháng 10 này, bộ truyện tranh được chờ đón nhất, Bí ẩn Ozone. Thế giới của phép thuật và những câu chuyện kỳ bí. Mười chín tháng 10 năm 2022.
đón chở nhá. We'll be right back.